chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý cho anh em một bộ thớt công suất Panasonic dòng xe tăng anh em nhé. Các cái thớt này là thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc xe tăng nên là anh em hay gọi nó là các thớt xe tăng nhé. Đấy, Panasonic rất là đẹp. Đây là có cái gạt để anh em bật tắt đèn đây nhá. Đấy. Mặt của nó nhôm phay hết và rất là đẹp luôn. Đấy, mặt nhôm phay rất là đẹp. Con này nó có chế độ EXT là chế độ cắm điện thoại máy tính nhá. Đây còn chế độ tuner này, anh em nghe được radio luôn. Radio của nó bắt full được 108 luôn. Đây đang nghe FM stereo 102.7 anh em nhá. Cùng máy đất là tám chuyển dâm ca. Một chương trình. Đây, FM 100 này. Dùng cái nắp tâm bình hỗ trợ giữ phong độ đấy. Các cậu còn lâu mới bảo tôi. Âm thầm chịu đựng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Tiêu bình 15 này. FM 91 nữa này. Rồi, con này rất dễ dùng anh em nhé. Dễ dùng cực kỳ luôn, các cụ dùng rất là dễ luôn. Để hiểu được tại sao men huyết dụ hay dân gian thường gọi là màu tiết dê lại là loại men quý nhất trong tất cả các loại men. Đấy, voi của nó là voi vô cực luôn. Anh em cứ xoay vô cực. Nó hiện số lên trên này. Đấy. Con này nó cắm được hai loa anh em nhé. Cắm hai loa bình thường. Như chiếc âm ly bình thường. Nhưng cái bộ này hiện tại nó chỉ là như là một bộ đẩy thôi anh em nhé. Đẩy công suất. Tại vì cái phần chỉnh tép này ấn nó không có tác dụng này. Đấy, anh em thợ thuyền thì về chỉnh lại nhá. Nó nguyên bản hết và em chưa có thay tháo cái gì của nó đi. Đây, nguyên bản nhưng mà ấn không có tác dụng nhá. Đấy, bát này. Bát lao là chỉnh bát mức bình thường này. Anh em để bát 2 là bát lên rất mạnh này. Đấy. Lao 2. Bát này là tắt bát này. Để 2 là chế độ lên bát rất mạnh. Mặt phải nhôm. Cái bộ này rất là nhỏ xinh anh em, về ghép vào một cặp loa mini và cặp loa cỡ chung ở hai bên của nó thì rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn nó rất là xinh xắn. Đây em quay về sau cho anh em đây. Đây. Phía sau của nó thì bao gồm cái đường trên là đường output thì không nói này. Đây đường dưới là đường input, anh em cắm điện thoại máy tính và USB và Bluetooth cắm vào đây nhá. Đấy. Còn đây cái lỗ này là lỗ cắm anten. Anh em kiếm một đoạn dây đồng khoảng 30cm hoặc 50cm anh em cắm vào cái lỗ 75 ohm này là để là bắt sóng FM anh em nhé. Đấy, bắt sóng FM. Rồi. Đây, phần cục công suất của nó bên dưới. Cái cục này nó bằng gang nhá. Cái này nó bằng gang và nó sơn. Gang nó sơn đen và mấy chục năm rồi thì nên là nó chuyển cái màu, nó xỉn cái màu gang này ra nhá. Còn đâu thì thông số của nó đây vẫn rất là rõ ràng. Chỉ có cái gang bị xỉn thôi nhá. Đấy, gang bị xỉn. Đây còn thông số của nó đây anh em nhé. 100V và 60W. Đây nó có hai cầu để anh em ra loa đây nhé. Bên trên là dương, bên dưới là âm. Đây, đây là chỗ dây cắm nguồn. Đấy, con này hàng Nhật nội địa luôn anh em nhé. Nên là chạy điện 100V. Đấy. Vì sao đít nó là kim loại nên là nó bị oxy hóa đấy nhé. Kim loại bằng gang, gang đúc. Đang đúc hay là nhôm đúc gì đấy nên là oxy hóa đây này. Anh em thích thì anh em sơn lại phun một lớp sơn đen mà là nó đẹp ngay như mới mà. Làm thì tốn công em không làm. Em thanh lý cho anh em. Vì anh em nghe nhạc hoặc là làm đẩy con này tuy là 60W thôi nhưng mà khi mà anh em ghép cái vang vào nhá, hát karaoke khá là tốt đấy. Hôm nay em ghép cặp loa bass 20 của Sony 3 đường tiếng. Và một con vang vào, em hát thử karaoke buổi sáng nay rất là tốt luôn. Tiếng lên rất là to. Cái giá đây anh em sở hữu cái con bộ thớt âm ly này, em thanh lý cho anh em 890.000. Em nhập về 1.200.000 một bộ. Nhưng mà nó bị tèo cái phần chỉnh ba tem này không chỉnh được. Thôi bán lỗ con nọ bù con kia anh em nhé. 890.000. Rất là rẻ. Còn nếu mà con này mà full đầy đủ tính năng ấy thì là 1.400.000. Như thế này mà nó chạy đủ ngon hết, chỉnh được cả bát tép ấy thì là 1.400.000. Giá bán lẻ nhé.
Còn đây em bán cho anh em của 890.000 thôi. 890.000 rất là rẻ. Anh em vui lòng không mặc cả của em nhé, 890.000. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.